Ông cho con hỏi ông tên gì dạ ông? Nay ông nhiêu tuổi rồi? 39 tuổi. Bà cho con hỏi bà tên gì dạ bà? Nguyễn Thị Kim Cước. Nay bà nhiêu tuổi rồi? Cũng 69 tuổi rồi. Rồi. Rồi bà có nỗi lòng gì bà tâm sự cho con đi. Dạ, giờ khổ lắm con ơi. Giờ 2 tuổi già bấm cấm chế rồi. Giờ ở nhà này nhà đậu người ta thôi. Không còn ở ngày nào hai ngày nãy người ta lấy nhà cái hai vợ chồng già không biết ở đâu con ơi. Cũng khổ lắm. Vậy là ở qua ngày vậy thôi hả bà? Ở qua ngày cho con ơi. Chuẩn bị chừng nào ta nói cái mình này kẹp kéo em bỏ ở ngoài đó giờ đi. Tất nhiên là người ta không cho mình ở trong nhà. Ông ta lấy nhà giờ đi dọn đồ đi. Bà ông bà cuộn đồ bỏ bao sẵn vậy hả? Bỏ đồ vô hay sẵn vậy á. Rồi ông bà lớn tuổi gì rồi, có làm công việc gì để kiếm tiền ăn sinh sống qua ngày không? Từ công ty nó làm này nè, tôi lấy trường miếng bánh về bán kiếm được 20.000 nè. Bữa nào khỏe rồi đi, còn bữa nào đau rồi đi không được rồi thôi nghỉ. Có khi không có đồ ăn thì có miếng rau rang đó hái vô đồ cắp mắm ăn tạm thời sống con ơi. Rồi ông có làm gì khi tuổi về già nữa không ông? Tuổi lớn về ông có làm công việc gì nữa không ông? Tôi thì còn mạnh tuổi thì chạy xe lúc đó kiếm tiền ngày cũng kiếm được 50, 60, 70 vậy đó. Bây giờ già rồi bây giờ cũng người ta nó không đủ như giờ người ta nó kia được. Rồi bây giờ người ta chuẩn bị kêu ông bà ra khỏi chỗ này, ông bà có biết mình sẽ đi về đâu hay là đi ở chỗ nào hay là thuê nhà ở hay là ở ké ở đậu nhà ai không? Tạm như thôi chứ không Chừng còn mà nào có nhà có tiền chừng nào có tiền mới có nó nhà có đất rồi nhà. mới có nhà chứ đâu đâu có còn ở đây làm Giờ thời thì gian ở đây thì giờ đầu đạt đây thì giờ muốn thọ ở từng tháng mấy 2 tháng đi rồi từ từ cũng chuyển đi. Ông bà ở với nhau vậy có con cái gì không? Có hai đứa gái thì có chồng ở xa, còn thằng trai thì giờ khổ lắm. nó cũng đi rồi, anh dẫn hai đứa con nó đi rồi. Vợ con nó giờ cũng ly thân, vợ nó giờ cũng ly thân rồi. Dặn đi, không có chăm sóc cho ông bà nữa hả? Không. Tự ông bà trang trải rồi tự ông bà sống thôi. Rồi ông bà trong người có khỏe không? Có đau nhức bệnh hoạn gì không? Chân cẳng cũng mỏi lắm. Rồi bà có uống thuốc mỗi ngày, có lấy thuốc gì uống không? Có thuốc thì có tiền. Thuốc thì ở cái nhà nhỏ nhỏ thôi chứ không, không, không,
Hai vợ chồng già nên ở tạm cho nó sống như thiệt. Không nhà không cửa nghe bơ dơ quá. Yeah. Trong cái bao này ông bà để về trong đây đầy đủ hết rồi. Gươm để sẵn vậy chừng nào người ta nói ra gửi nhà em thôi chứ đâu có chỗ nào để. Đã người ta kêu đi là đi hả? Rồi tối bà có ngủ được không? Bữa cũng được, bữa ngủ không ơi, đồng. Không ngủ được. Ngủ được ít. Có khi không có nhà ở, nó ra ngoài ngỡ cũng cuối cùng ngồi đó chứ ngủ gì, có nghĩ gì được con ơi. Hai vợ chồng già thật rồi. Rồi tối ông có uống thuốc không? Có, tối đi ngủ cũng có uống thuốc. Bà buồn nhiều lắm không bà? Buồn lắm ông ơi. Buồn lắm. Buồn mà khổ. Buồn kiểu này chắc tối nay không có ăn được cơm đâu. Trời ơi, bữa không cơm. Bữa đang nuốt được sao tao chứ ăn không có được con ơi. Lăn lộn không uống được. Rồi ai đi chợ cho ông với bà? Gỡ người còn có. Gỡ mấy cái. Gỡ mua chứ đâu có đi nổi hơn. Thương cho miếng đồ ăn chút đỉnh cái nè, cho miếng thịt cho miếng cá mà đều ăn không có nổi. Chị em đã thương ta cho mà cũng không nổi luôn, ngủ cũng không được luôn. Rồi nêu son chảo ly chén bọng dựng bà cuộn vô trong bao hả? Vô trong bao. Rồi nó có lấy đồ mình đi dục ra ngoài không? Không có lấy đồ. Nó không dục mà nó đập phải không? Nó đập phải không? Thôi chứ nó có lấy. Nó chưa tới giờ đã dục quá. Chứ nó đập trước là nó dục sao. Thôi giờ cố gắng đi em tới bà Tư. Ăn chút đỉnh cho nó khỏe rồi uống thuốc vô. Giữ gìn sức khỏe đi. Lớn tuổi đó có mà được gì nữa không? Mở nhà đồ. Ông bà buồn nhiều lắm không? Buồn nhiều lắm con ơi. Buồn nhiều lắm. Lớp nhớ con rồi, lớp không có tiền, khổ dữ lắm rồi. Khổ lắm rồi. Không ăn được mà nó tập luôn. Mai còn đi đứng được khỏe
chứ không đi đứng được khỏe nữa thì giờ đi đi chậm chậm chứ đi nhanh không được kiểu té. Dạ dạ. Đi phải dịnh cái từ lần lần vậy nè. Đau quá. Đau yếu à. Ăn uống thì cũng bình thường không ông bà, hay là ăn có được không á? Có khi được, có khi không. Yeah. Có khi được mà có khi không, nó không vô con ơi. Không vô. Khổ, khổ quá rồi, buồn quá đó phải không bà? Buồn quá rồi, ăn không nổi luôn. À, đúng rồi. Dạ. Yeah. Ông bà cũng lớn tuổi rồi thì cũng bệnh già. Con đến đây con chia sẻ yêu thương với ông bà, thì nãy giờ con cũng nói chuyện thăm hỏi ông bà. Con đến đây thì con tặng cái món quà tình thương của cô Dung với chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù xa quê hương, xa nửa vòng tròn trái đất, nhưng lúc nào trái tim cũng đong đầy chia sẻ yêu thương về với quê nhà. Thì con đến đây thì chia sẻ, cũng hy vọng cái số tiền là 300 ngàn của cô Dung và chú Nghiệp cũng chia sẻ cho ông bà có tiền để mua gạo ăn, trang trải cuộc sống qua ngày. Dạ. Con xin trao tặng món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp. Con từ cảm ơn chồng của cô Dung với chú Nghiệp. Người ở bên Mỹ cảm ơn nhiều. Cho vợ chồng tôi 300 ngàn cú. Mang ơn nhiều lắm, mang ơn nhiều lắm. Cầu chúc cho cô Dung với chú Nghiệp được mạnh giỏi, giàu giàu sức khỏe, ngăn lên tươi tốt. Năm mới, năm mới với bà kì. Giờ tôi cũng gửi lời thăm, lời cảm ơn vợ chồng cô Dung với chú Nghiệp giàu sức khỏe, mạnh giỏi để mà ngăn phát tài phát đạt. Giờ tôi cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ có trao cho 300 ngàn mua gạo ăn thì nó thì cũng rất cảm ơn nhiều. Dạ rồi, con trao món quà tình thương của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp cho ông bà. Cầu chúc cho vợ chồng cô Dung, chú Nghiệp nhiều sức khỏe, nhiều bình an, làm ăn có nhiều tài lộc, chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Cầu chúc cho vợ chồng của cô Dung, chú Nghiệp sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Dạ, cô Dung với chú Nghiệp tặng ông bà 300 ngàn, ông bà mua gạo ăn nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con chào ông bà, con chúc ông bà nhiều sức khỏe.